chào tất cả các bạn á, lại là Phô đây đến từ Phân Hôm. Thì hôm nay mình lại tiếp tục review một sản phẩm Transformer nữa. Và sản phẩm lần này là của hãng Hasbro và Takaratomy cùng sản xuất ha. Và series lần này là series Masterpiece Movie nè các bạn. Thì các bạn nhìn trên hộp sẽ thấy dưới đây có dòng chữ Transformer MBM10. Và nhân vật của chúng ta hôm nay là Starscream Buffet Decepticon nha các bạn. Và sản phẩm này lưu ý là chỉ dành cho trẻ từ 8 tuổi trở lên thôi nha. Đó, quá xịn sò luôn. Thì bên hông mình sẽ có được cái hình của Starscream, phía sau là mình sẽ có được là những cái giới thiệu. Ví dụ như ở đây là mình có thể mở miệng ra nè, rồi những cái phụ kiện này kia kiểu. Đó, hộp khá xịn sò luôn. Và hộp này rất là to luôn các bạn. Siêu siêu to luôn, siêu siêu khổng lồ luôn. Đó, thì trước đó là mình đã cũng từng review sản phẩm MBM11 rồi. Thì nếu các bạn nào chưa xem thì có thể xem đây ha. Đó, có đường link trên đây nè. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng unbox để xem bên trong sẽ có những gì nha. Và đây là toàn bộ phụ kiện chúng ta có được trong một box ha. Là mình sẽ có một con Starscream này, một cái lưỡi cưa, một khẩu súng lớn, thế một khẩu súng nhỏ nữa. Và một quyển sách hướng dẫn. Thì quyển sách hướng dẫn này chạy có trong đây hết, chỉ có hướng dẫn Transform thôi. Thì mình sẽ bỏ qua một bên ha. Còn về cái con Starscream xa xa khi mình đứng ấy, là mình để lên cho nó ngầu đi kia kiểu thôi. Thật sự là mình có tới 8 con Starscream luôn bạn. 8 con luôn. Thì mình có một con ngay đây này. Eww, đã chưa? Rất là to và rất là xịn sò luôn. Thì bây giờ mình sẽ cùng đi tìm hiểu xem ha, để xem con này thú vị như thế nào mà mình mua tới 8 con luôn các bạn. Ok. Và món vũ khí đầu tiên mình sẽ có cái lưỡi cưa nha các bạn. Mình khá là thích cái vũ khí luôn ấy. Nhìn rất là đẹp luôn. Bạn có thể thấy này, được sơn phết cái màu bạc rất là đẹp luôn. Đó, từng chi tiết này kia các kiểu ở trên toàn bộ cái vũ khí này được làm rất là đẹp luôn. Nhưng mà giá như là nhà sản xuất người ta sơn phết những cái cọng dây điện này này, đó, những cái chi tiết này thì mình nghĩ sẽ good hơn rất là nhiều luôn các bạn. Rất là đẹp luôn. Và cái phần này dùng để gắn vào con robot hoặc là gắn vào máy bay ha. Đó, để đeo sau lưng. Rất là đẹp luôn các bạn. Và đặc biệt cái phần này mình có thể xoay được. Ui, đã chưa? Và mình sẽ tra tấn con quỷ này. Khá là vui, khá thú vị luôn các bạn. Rất là thích luôn. Và món phụ kiện thứ hai là mình sẽ có là một cái súng và thêm một cái vũ khí cận chiến luôn các bạn. Để nhìn khá đẹp và xịn sò luôn. Rất là ok luôn. Và mình đánh giá rất là cao cái món vũ khí này khi mà Hasbro Takaratomy đã làm bằng nhựa dẻo nha các bạn. Đó, rất là xịn sò luôn, kể cả những viên đạn ở đây luôn. Để tránh gây sát thương các bạn. Đó, và tránh làm gãy luôn cái phần này. Rất là thông minh, rất là ok. Và bạn có thể thấy này, ở trên đây này thiết kế những cái sợi dây điện rồi chạy dài này kia kiểu rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn ấy. Quá đẹp, và mình có thể xoay vòng được cái này luôn. Quá là xịn sò luôn. Mày chết rồi con ơi. Quá là đã luôn các bạn. Thì món vũ khí cuối cùng là mình sẽ có một khẩu súng nha các bạn. Thì khẩu súng này khá là nhỏ luôn ấy. Đó. Và đây là khẩu súng 6 nòng ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, đủ 6 nòng luôn. Và mình có thể xoay được cái nòng này luôn. Bắn xoay xì 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 luôn các bạn. Đó, thiết kế quá là đã luôn ấy. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Và trên khẩu súng này cũng được làm rất là chi tiết, rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, mặc dù là khẩu súng nhỏ thôi mà làm rất là đẹp, rất là tỉ mỉ luôn. Quá good luôn. Ôn, và đây là em nhân vật chính ta ngày hôm nay các bạn. Em Starscream, một nhân vật quá là đẹp, quá tuyệt vời luôn. Thật sự mình rất là thích luôn các bạn. Đấy, quá đẹp, không có gì để chê này kia kiểu. Cầm trên tay cực kỳ đầm, cực kỳ nặng luôn. Và em này là dài, mình đo nãy là cỡ 32cm luôn ấy. Quá là đẹp luôn. Thì nếu mà các bạn nào mà xem Transformer Movie của Michael Bay làm đạo diễn á, sẽ nhớ tới cái cảnh là khi mà trong thành phố á, là em Starscream này bay phục kích lại quân đội, biến thành máy bay ấy. Đó, đó chính là chiếc máy bay này luôn nè. Thì máy bay đó có tên là F-22 Raptor ha các bạn. Thì mình sẽ để ảnh cho các bạn xem so sánh này. Đây, rất là giống luôn, quá đẹp luôn ấy. Trời là trời, cực kỳ yêu thương em này luôn. Làm rất là đẹp, được sơn phết rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết và không lem không gì hết. Thì mấy cái màu này là màu quân đội nè các bạn. Đây, kiểu màu camo ấy, rất là đẹp. Những chi tiết vàng đây nè, sơn phết cũng rất là đẹp luôn. Ánh lên này, quá đẹp. Và cái màu này kiểu là màu nhựa nhám nhám ấy. Rất là thích cái kiểu màu này luôn. Quá đẹp luôn. Trời là trời. Bạn có thể thấy này, cái buồng lái ngay đây nè, được làm cực kỳ chi tiết. Nó cực kỳ đẹp luôn. Chạy dài trên đây nè, rất là nhiều chi tiết luôn các bạn. Đợi ai mà cỡ mà bạn nào mà thích kẻ lằn chìm mất thì thôi luôn, kẻ lên nó bao đẹp luôn ấy. Cực kỳ thích, cực kỳ đẹp luôn.
đó. Và một chi tiết nữa thể hiện độ tinh tế của HR Takatomi nè bạn, nó là cái phần mũi máy bay nè, được làm bằng nhựa dẻo ha, đấy, để tránh gây sát thương á và tránh hư gãy luôn ấy, rất là đẹp luôn. Và thêm một cái phần ở đây nữa, mặc dù chi tiết nhỏ thôi mà HR Takatomi cũng làm nhựa dẻo luôn các bạn, quá là xịn sò luôn, trời ơi trời, đúng là dòng Master B Movie nào mày, quá đẹp luôn, trời ơi trời, chi tiết siêu siêu đẹp luôn các bạn. Đấy, và ở đây bạn thấy này, bánh xe chuyển động cực kỳ mượt luôn và mình có thể xếp gọn vào được. Đấy, và nếu các bạn không thích thì có thể mở ra. Đó, cài cực kỳ chắc chắn luôn. Quá là đẹp luôn. Đấy, phần bánh xe ở đây mình cũng có thể gấp gọn vào được nè. Đó, và mình có thể mở ra. Quá xịn luôn. Đấy, trời ơi là trời, nó đẹp thì thôi luôn các bạn. Quá đẹp luôn ấy. Đây, bay nè. Cực kỳ mượt mà luôn. Quá tuyệt vời. Thì ở đây mình có nhân vật Starscream trong dòng Studio Series của HR nha các bạn. Đó, để cho các bạn có thể so sánh kích thước này kia các kiểu ấy. Giữa hai nhân vật thì có thể so sánh kích thước thôi, chứ nếu mà so sánh về thiết kế giữa hai con nhân vật này thì mình nghĩ là nó chênh lệch nhau rất là lớn luôn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phần tiếp theo ha, gắn những cái phụ kiện này lên để xem con nhân vật như thế nào nha. Thì để gắn những cái phụ kiện này vào thì đầu tiên mình sẽ gắn khẩu súng 65 này vào nha các bạn. Thì ở dưới máy bay này mình sẽ có hai lỗ, một lỗ, hai lỗ. Thì tùy các bạn thôi, các bạn có thể gắn lỗ nào thì cũng được hết, tùy sở thích ha. Mình nếu mình gắn lỗ đầu tiên thì như thế này, và nếu gắn lỗ thứ hai ở dưới đây thì nó sẽ ló cái khẩu súng ra. Đó, nhìn cũng khá là ngầu ấy. Và phụ kiện thứ hai là mình sẽ thấy đây này, có cái lỗ này thì mình sẽ gắn vào. Ở dưới đây nó sẽ có cái chốt này các bạn. Thì mình chỉ việc gắn vào thôi, và các bạn lưu ý á là mình gắn cùng bên mới được nha các bạn. Đó. Và bên đây cũng sẽ có một cái lỗ nữa, và mình sẽ tiếp tục lại gắn vào. Đấy, thì gắn vào thôi, rất là đơn giản và rất là chắc chắn luôn. Tè tè, xong. Quá là đẹp, quá là xịn sò luôn các bạn. Rất là ngầu và hầm hố luôn ấy. Quá đẹp luôn, quá tuyệt vời. Và chuyển động rất là mượt mà ha. Đó, chú chú. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào phần tiếp theo ha. Sẽ transform nhân vật này để xem nó như thế nào nha các bạn. Thì thật sự nãy giờ các bạn cũng đã thấy rồi. Đó, em robot đứng đây nè. We'll be right back.
vậy là sau ít phút mình cũng đã transform thành công nhân vật này rồi, từ dạng máy bay sang dạng robot nha các bạn. Thì các bạn có thể thấy đấy, trong quá trình transform cũng khá là đơn giản luôn, không có gì phức tạp hết. Chỉ có phần cánh tay này nè, thì nó sẽ hơi khó một chút xíu thôi, nhưng mà cũng rất là đơn giản luôn các bạn. Đó, các bạn có thể thấy này, rất là đẹp luôn về bề ngoài. Thì nếu mà bạn nào sở hữu nhiều con Starscream thì sẽ biết ha, thường là cái phần ngực này nè, nó sẽ không giống như trong phim, nhưng mà ở con MBM 10 này là cái phần ngực đó rất là đẹp luôn, rất là giống trong phim luôn các bạn. Rất là thích luôn. Và màu sơn, phối màu cũng rất là đẹp. Quá đẹp luôn. Và con này cực kỳ to nha các bạn. Đấy, siêu to luôn. Hồi nãy mình đo được là từ dưới chân cho lên trên đầu ấy là nó cỡ là 27 cm. Còn nếu mà tới phần cánh trên đây là nó gần 29 cm luôn các bạn. Rất là to luôn, quá đẹp. Đấy, thì bạn thấy này, cái phần ngay đây nè, cái miếng ngay đây là bằng kim loại nha các bạn. Hai bên luôn bằng kim loại. Và cái phần chân nè, hai phần chân bên đây là cũng bằng kim loại luôn các bạn. Rất là xịn sò luôn. Nhưng bên cạnh đó vẫn có một số chi tiết ha, mình cảm thấy không thích và cảm thấy khó chịu luôn. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn xem ha. Đầu tiên là về phần đầu con nhân vật này, các bạn thấy này, được thiết kế quá đẹp luôn, cực kỳ tỉ mỉ và cực kỳ chi tiết luôn bạn. Được sơn những cái màu vàng ở đây này, đó, quá là đẹp. Kể cả phần dưới đây cũng được sơn nè. Đấy, cũng được thiết kế rất là đẹp luôn. Và nếu các bạn nhìn kỹ hơn cái phần đầu ấy, có thể thấy ở trong đây này, đó, cũng được sơn phết này kia, thiết kế rất là tỉ mỉ luôn các bạn. Rất là đẹp luôn, quá là kỹ luôn ấy, siêu siêu đẹp luôn. Và đặc biệt hơn nữa là phần miệng mình có thể mở ra nè các bạn. Đó, đã chưa? Trời ơi là trời, quá đẹp luôn, siêu siêu đẹp luôn. Và phần ngực này, nếu mà các bạn nào mà có những con Starscream trước á, thì sẽ biết là cái phần ngực này thường là cái buồng lái của nó sẽ thẳng lên như thế này thôi, và nó không có hai cái này hai bên ha, nó không có. Và ở trên con MBM 10 này là có hai cái phần này hai bên, nhìn rất là giống phim luôn. Và thiết kế cái phần ngay đây này, nó gồ ghề ra, nhìn rất là đẹp và được sơn phết ngay đây này, giống như cái màu kim loại vậy, quá đẹp luôn. Chưa kể là cái phần ngay đây là kiểu mà sơn bạc á, và nó đổ bạc á, từ đây nè, nó đổ thẳng ra nè, là nó cho mình cái cảm giác như kim loại vậy các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn. Phần tay này, thiết kế nè, đó, nhìn nhiều chi tiết rất là đẹp luôn, được sơn phết rất là tỉ mỉ luôn các bạn. Đấy, siêu đẹp luôn. Và cái phần ở đây là miếng cái này, miếng bằng kim loại nha các bạn. Đó, và cũng được làm rất là tỉ mỉ luôn. Những chi tiết trên đây quá đẹp luôn ấy. Và bàn tay bạn thấy này, bàn tay nè, làm giống như kiểu là có những cái sợi dây điện như đó các bạn. Đó, và cái màu này không phải màu đỏ ha, cái màu này mình thấy giống như kiểu màu hồng hồng một chút xíu hơn. Đó, và cũng được sơn phết rất là tỉ mỉ. Phần ngón tay nè, các bạn thấy nè, full ngón luôn, cử động full ngón luôn. Và nó là kiểu ngón dẻo á các bạn. Đó, để tránh hư gãy ấy, rất là thông minh. Quá đã luôn các bạn. Đó, phần dưới đây nè cũng được thiết kế rất là đẹp nè, rất là tỉ mỉ luôn, siêu đẹp luôn các bạn. Phần bàn chân nè được sơn phết nè, kiểu mà đổ màu á, cho cả cảm giác kim loại ấy, rất là đẹp luôn các bạn. Đó, rất là đẹp luôn, sơn phết rất là tỉ mỉ. Thì nói tới cái bàn chân này á, là một cái điểm mình cực kỳ khó chịu luôn các bạn. Đó, nó cực kỳ lỏng lẻo luôn, và mình không hiểu tại sao cái thiết kế như thế này nữa, và nó cứ như vậy nè. Và nếu mà gài vô, nó có cái khớp gài vô, là cái khớp này, khớp này nè bạn, mình gài vô nhưng mà nó rất là yếu luôn các bạn, cực kỳ yếu luôn. Nó có thể là cho con gật đổ phía trước hoặc ngã phía sau, một trải nghiệm cực kỳ khó chịu luôn các bạn khi trên con này. Này, bạn có thể thấy này, phần bàn chân cực kỳ lỏng lẻo luôn các bạn, mặc dù là mình gài vào rất là chặt luôn rồi đó, nhưng mà khi mà đứng nó vẫn có cái xu hướng gọi là đổ về phía trước đó, như thế này, hoặc là ngã ra phía sau, nó bung luôn cái này đó luôn bạn. Đấy, rất là khó chịu luôn. Và đây không phải là cái lỗi riêng của con mình ha, mà tất cả các con này luôn. Đó, nó đều bị cái lỗi như thế này luôn, là cái khớp như thế này nó bị như thế này. Đây là lỗi thiết kế đó các bạn, là muốn cho con nhân vật này có thể đứng thẳng được ấy. Đó, là rất là khó khăn luôn. Nó có thể bị ngã ra phía trước, phía sau, rất là khó chịu luôn. Đây, quả đẹp luôn. Đấy, phía sau này cũng rất là đẹp. Và này là hai cái quả tên lửa nè, dạng kiểu mà nó không phải tên lửa nữa, cái này là cái kiểu mà giống như là để phóng ra cái năng lượng á, rồi để bay đi được á. Đấy, rất là đẹp luôn, thiết kế ở đây nè. Và ở đây cũng có cái miếng này, cái miếng này khá là khó chịu luôn các bạn, nó kiểu mà dư thừa ấy, bạn thấy không? Đó, nếu mà nhìn thấy trước nè, đó, tự nhiên nó có cái miếng ở đây này, khá là khó chịu luôn, khá đẹp. Đây cái điều mà cũng không thích ha, không thích mấy. Phần bàn chân làm cũng rất là tỉ mỉ, rất là đẹp luôn. Thì nhìn chung con nhân vật này là quá đẹp luôn các bạn. Đó, ngoài những điểm mà mình nêu ra là cái phần bàn chân này nè, đó, gây rất là khó chịu luôn. Đấy, với cái phần ở đây thì còn lại tất cả đều ok hết các bạn, rất là đẹp luôn.
Thì đó là về thiết kế của nhân vật này rồi. Vậy về chất lượng nhựa thế nào thì rõ ràng Hasbro Takarazomi mà. Đó, chất lượng nhựa cực kỳ tốt luôn, mà hãng Real luôn. Các bạn có thể tha hồ transform qua lại giữa robot với máy bay, không lo không sợ hết. Đặc biệt là những cái chỗ chi tiết, ví dụ như là bàn tay này được làm nhựa dẻo nè. Đó, rồi những cái phần ở đây được làm lò xo này kia cũng rất là hay. Đó, cho nên các bạn là yên tâm ha, có thể transform qua lại không lo gì hết. Đó, bên cạnh đó là khi mà transform các bạn cũng cần lưu ý ha, là về cái màu sơn. Đó, màu sơn nếu những cái màu ngay đây nè, đó của dạng máy bay á, nó sẽ rất là dễ chày luôn. Còn những cái chỗ này thì mình nghĩ là nó cũng sẽ khó chày thôi các bạn. Đấy, những cái chỗ này cũng sẽ khó chày thôi. Thì cũng yên tâm ha. Đó là về con nhân vật này. Thì bây giờ mình sẽ gắn phụ kiện lên để xem như thế nào nha. Thì để gắn phụ kiện vào cũng đơn giản thôi các bạn. Là trên bàn tay này mình sẽ có cái lỗ, và trên đây sẽ có đồ cài thì mình cài vào thôi. Đó, nhìn cũng rất là xịn sò ha các bạn. Còn nếu các bạn không thích ấy đó, các bạn muốn ngầu hơn này kia các kiểu, thì các bạn sử dụng cái này. Thì để gắn được cái này vào á, đầu tiên á là các bạn xếp gọn cái phần bàn tay lại. Đấy, xếp lại như thế này. Rồi xếp hai cái ngón tay hai bên lại. Đấy, xếp lại cho nó gọn gàng lại. Rồi sau đó là ở dưới đây này, bạn sẽ thấy nè, nó sẽ có cái lỗ nè. Mình sẽ gắn cái phần này vào. Đây, gắn cái phần này vào. Gắn vào, ui. Rồi, thì trên đây nó sẽ có cái đồ cài ha. Mình sẽ cài tiếp tục vào đây. Rồi, ok. Đó, sẽ như thế này. Nhìn cũng khá là ngầu ấy. Nhưng mà theo cảm quan của mình thì mình thấy là cái phần này nè, cái vũ khí này nó khá là dài và khá là to so với con nhân vật này. Các bạn thấy không? Đây là cái vũ khí này tới chân luôn. Theo cảm quan của mình thì mình thấy như vậy ha. Còn các bạn thấy là nhiều khi nó to, nó ngầu, nó đẹp thì đó cái tùy cái gu của bạn ha. Còn mình thấy nó khá là gọi là to đấy, so với tổng thể con nhân vật luôn. Đó. Thì để gắn cái phụ kiện này vào á thì nó cũng tương tự thôi các bạn. Đó, cũng giống như cái món này thôi, chả có khác gì ha. Mình có thể gắn vào thì nó sẽ như thế này đó các bạn. Và các bạn thấy không, nó khá là dài ấy, nó chạm đất luôn rồi các bạn. Đấy, nhìn khá là kỳ luôn ấy. Theo mình nếu nhỏ hơn chút xíu. Còn nếu mà các bạn không thích á, các bạn có thể gắn cái phụ kiện này ra phía sau. Thì phía sau nó sẽ có cái lỗ như thế này nè. Đó, cái lỗ thì mình gắn cái phụ kiện này vào thôi. Đấy, gắn vào. Thì khi gắn vào rồi á, các bạn thấy á, nó sẽ ló được cái phần này lên. Đó, nhìn cũng vui vui này kia cái kiểu. Ok, nói chung nhìn cũng ổn ấy. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phần tiếp theo để xem con nhân vật này sẽ như thế nào. Về khớp đầu con nhân vật thì mình có thể xoay 360 độ ha các bạn. Cực kỳ linh hoạt luôn và cực kỳ chắc chắn luôn ấy. Ngoài ra mình có thể cho con nhân vật có thể ngước lên. Đó, và có thể mở miệng ra được luôn. Quá là xịn sò luôn các bạn. Cực kỳ tuyệt vời. Về khớp vai con nhân vật thì mình sẽ có hai khớp nha các bạn. Khớp đầu tiên là mình có thể đưa ra đưa vào như thế này. Đó, để tăng biên độ cử động. Khớp thứ hai là khớp ở đây và sử dụng khớp nãy ha. Cực kỳ tốt luôn. Mình có thể đưa tay lên. Đấy, rất chắc chắn luôn. Và khớp này khớp nãy nha các bạn. Đó. Và mình có thể đưa ra phía trước. Đấy. Rất linh hoạt luôn. Và cực kỳ chắc chắn. Và khớp này cũng là khớp nãy ha các bạn. Ở phần khớp ngay đây mình có thể xoay 360 độ. Cực kỳ linh hoạt và cực kỳ chắc chắn. Ở khớp khuỷu tay mình có thể đưa ra phía sau như thế này. Và đưa ra phía trước. Cực kỳ chắc chắn luôn các bạn. Và nhà sản xuất sử dụng khớp nãy ha. Ở phần bàn tay con nhân vật thì mình có thể gập được vào như thế này. Và gập được thêm một lần nữa các bạn. Cực kỳ linh hoạt luôn. Đó. Và mình có thể xoay được 360 độ. Đó, rất là chắc chắn luôn. Và phần bàn tay này các ngón tay mình có thể cử động được nha các bạn. Đó, rất là linh hoạt luôn. Và các ngón tay có thể gập được vào. Rất là chắc chắn. Ở khớp háng con nhân vật mình có thể đá ra phía sau như thế này nha các bạn. Đấy, một biên độ cực kỳ lớn luôn. Và có thể đá ra phía trước. Và nhà sản xuất sử dụng khớp nãy nha các bạn.
Và khi đá sang ngang, mình có thể biên độ như thế này, cực kỳ chắc chắn. Và nhà sản xuất cũng sử dụng khớp nải nha các bạn. Ở khớp gối của nhân vật, mình có thể gặp được ra phía sau như thế này, một biên độ cực kỳ lớn luôn các bạn, và rất là chắc chắn luôn. Và nhà sản xuất sử dụng khớp này là khớp nải nha các bạn. Ở phần khớp ngay đây, mình có thể xoay ra phía sau như thế này và có thể xoay vào, rất chắc chắn. Mình sẽ có thêm một khớp dưới đây nha các bạn, và khớp này có thể đá ra phía trước và có thể thẳng ra như thế này, và sử dụng khớp nải nha các bạn. Ở khớp bàn chân, mình có thể nghiêng qua như thế này và nghiêng lại đó. Và khi mà nghiêng ra phía trước, nó có thể xức luôn cái khớp này ra luôn các bạn, và cực kỳ lỏng lẻo luôn, khiến cho con nhân vật này cực kỳ khó đứng luôn các bạn. Và nếu nghiêng phía trước, nó sẽ bị xức cái khớp ra đây. Đây, và các bạn có thể thấy này, là con nhân vật khi đứng á, nó có thể bị ngã như thế này, hoặc là ngã ra phía sau đó, rất là lỏng lẻo luôn các bạn. Và điều này là cái điều khó chịu nhất trên con nhân vật này, làm cái trải nghiệm con nhân vật này là cực kỳ gọi là khó chịu luôn ấy. Thật sự như vậy, muốn cho con nhân vật này có thể đứng được cực kỳ khó khăn luôn, do thiết kế của các bàn chân này cực kỳ tệ luôn các bạn. Phần khớp ngay đây, mình có thể xoay qua được như thế này và xoay lại, nó sẽ bị vướng cái này ha các bạn. Ở phần cánh của nhân vật thì mình có thể đưa lên đưa xuống được đó, có thể chuyển động ra vào. Và hai cái phần hai bên này mình có thể đưa ra đưa vào cực kỳ linh hoạt. Vậy là mình cũng đã review xong về khớp và biên độ cử động trên con nhân vật này rồi. Thì như các bạn thấy đó, là khớp rất là tốt luôn các bạn. Nhưng riêng một nơi không tốt, đó chính là cái phần bàn chân nè các bạn. Bàn chân thật sự không tốt luôn. Nó khiến cho cái con nhân vật này khi mà trải nghiệm cực kỳ khó chịu các bạn. Mặc dù là biên độ cử động rất là lớn, rất là good luôn các bạn, nhưng mà cái bàn chân này làm cho cái con nhân vật này rất là khó đứng luôn. Nó có thể đổ ra phía trước hoặc là ra phía sau. Thì sau một ngày mình nghiên cứu này kia kiểu thì mình đã tìm ra được cái phế như thế này, đó, giúp con nhân vật đứng cực kỳ vững luôn. Đấy, đứng rất là vững luôn các bạn. Là chân trước chân sau như thế này. Đó, đứng rất là vững luôn. Thì các bạn có thể tô thế thử ha, giống như mình ha. Hoặc là các bạn nào suy nghĩ những cái thế khác thì có thể gửi cho mình để mình biết được. Đó, chứ thật sự là khi mà cho con nhân vật này đứng thẳng được thì nó có thể ngã ra phía sau hoặc là ngã phía trước, rất là khó chịu luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phần cuối cùng ha, là tổng kết xem con nhân vật này có đáng mua là không nha. Ok, vậy là 6 phút mình cũng đã review thành công nhân vật này rồi. MBM 10 Star Cream thì theo như mình biết là em nhân vật này hiện tại bây giờ có thiết kế gọi là sát phim đẹp nhất hiện tại bây giờ trong những con có thể transform được nha các bạn. Còn những con DMK hoặc là tượng thì con đó mình không thể nào so sánh được ha. Những con đó là nó là quá đẹp rồi, mình không thể nào nói đến được. Thì về chất lượng nhựa của nhân vật này là nhựa real mà nhựa Takara Hasbro mà các bạn, rất là tốt luôn. Mình có thể tha hồ transform qua lại dạng robot và dạng máy bay, không lo sợ gãy cái này kia cái kiểu hết. Còn về màu sơn của nhân vật này, sơn cũng rất là đẹp, rất là tỉ mỉ luôn. Thì giá như là có thể sơn phết này kia tỉ mỉ một chút xíu ấy, những cái chi tiết này kia kiểu thì mình nghĩ sẽ rất là đẹp luôn. Như các bạn biết rồi đó, sơn nó sẽ làm ảnh hưởng chất lượng nhựa, chưa kể là cái con robot này dành cho mấy bé chơi này kia thì sơn nhiều quá nó cũng sẽ không tốt nữa các bạn. Đấy, cái màu sơn đâu ok đâu. Còn về chất lượng khớp thì khớp đa phần là đều sử dụng khớp nải hết. Nhưng riêng có một khớp, đó là khớp quan trọng luôn các bạn, là cái bàn chân ấy. Mình không hiểu được cái thiết kế luôn, là có thể ngã ra phía trước hoặc ngã ra phía sau, rất là khó chịu luôn. Trong quá trình mình tô thế hoặc mình có thể cho con nhân vật này đứng thẳng thôi cũng rất là khó khăn luôn các bạn. Đó, khi mà mình quay review này cực kỳ là khó chịu luôn ấy, về cái trải nghiệm cái bàn chân đó. Thì cuối cùng là con nhân vật này có đáng mua là không, thì mình nghĩ con nhân này xứng đáng để mua các bạn, hoàn toàn xứng đáng luôn. Nhất là bạn nào mà có thể chơi movie ấy, hoặc là chơi series MBM này, thì con này là không thể nào gọi là không mua được các bạn. Quá đẹp, quá tuyệt vời luôn. Thì cuối cùng là quyền quyết định cũng nằm các bạn ha. Đó, mua không mà nằm các bạn thôi, mình không nào bắt ép các bạn mua được. Thì bây giờ clip cũng đã quá dài rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Quên đừng quên để lại một like, một share và một đăng ký kênh giúp mình nha. Vì mình đã sắp đủ 1000 đăng ký rồi. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều luôn. Và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.